Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Thanh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai. Xin chào Thanh. Chào mấy anh mấy chú nha. Đây em có lên một clip mai vàng phôi. Thì giao lưu mấy em anh mấy chú coi được cái nào ủng hộ em cái đó. Thì em chỉ em ở 3 xã Mãm, huyện Tam Tỉnh Tre. Số điện thoại em là 0909 786 024. Ship toàn quốc luôn mấy anh mấy chú. Rồi, ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi mình vào cây số 1 luôn quý vị ơi. Đây, cây số 1 đây. À, cái này mình cao khoảng nhiêu ha Thanh? Mét rưỡi anh. Rồi, cao 1,5 m quý vị ơi. Cũng lắc lắc ha. Đây. Quành 33. Rồi 33 quành. Rồi còn để đây quý vị. Để cải đều luôn. Đều xe đều luôn. Đẹp ha. Rồi mình giao lưu cái này nhiêu đây Thanh? Cái này giao lưu với 2,2 triệu. 2,2 triệu quý vị ơi, nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây mã số 2. Rồi cho chiều cao luôn. 135. Rồi 135. Quận 32, 33 yếu. Rồi, chính xác. Để nhìn cũng đẹp đó nè ha. Có duyên đó nè. À, có cái cục này nè. Rồi, giá nhiêu đây Thanh? 1,4 triệu anh. 1,4 triệu quý vị ơi. Rồi, nhanh tay chốt luôn quý vị ơi. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây mã số 3. Rồi, cho cái chiều cao luôn. Hết thước. Hết thước. Quận 30. Rồi, 30 quận. Rồi để đây. Cái nhìn cũng đẹp nè. Rồi giá nhiêu đây em? 1,2 triệu anh. 1,2 triệu quý vị ơi. Rồi giá dễ chơi luôn. Rồi mã số 4. Rồi mã số 4 cao luôn. 75. Rồi cao 75. 32. Rồi 32 của anh. Rồi giá 800 luôn anh ơi. 800 ngàn. Rồi giá dễ chơi luôn quý vị ơi. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Ủng hộ Thanh quý vị ơi. Số 5. Rồi mã số 5. 1 mét. Rồi 1 mét đúng luôn. 28. Rồi. Để đây. Rồi giá nhiêu Thanh? 900 ngàn anh. 900. Rồi xuống cây luôn. 6. Rồi mã số 6. Một vết móc. Rồi 23. Rồi. Đấy cũng đều đây. Rồi 500 luôn anh ơi. 500 ngàn. Rồi. Giá yêu thương.
số 7. Số 7. Một mét 35. À, ở trên có số tay cành ha, nay xịt được rồi ha. Xanh, sống mạnh. Này thì 26. 26. Còn đây là 42. Rồi. Rồi, giá như Thanh. Đẹp anh. Đẹp quý vậy. Dán lắc lắc mà. Dán lắc có cái củ này cũng đẹp ha. Chuyên cành cũng có. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 quý vị ơi. Mét 15. Rồi, xem dòng cho thấy tay cành luôn. À, trên còn có một số tay cành nữa quý vị. Rồi. Bán 3 quanh. Rồi, 33 quanh, chính xác. Để trải đều luôn. Rồi, giá như Thanh. Tiểu ba. Tiểu ba quý vị ơi. Giá yêu thương luôn nha quý vị. Giá này mình thấy cũng vừa chơi đó quý vị. Rồi, mã số 9. Rồi, 60. Được ra mạnh quá nè. Cái đây 26. Mình đây 18. Rồi, cây này giao luôn nhiều. Rồi, cây này giao luôn 800 anh ơi. 800 ngàn quý vị. Cành lá ra rất là xanh tươi ha. Mạnh cây. 10. Số 10. À, số 10. Rồi, xen dòng cái cho quý vị mình thấy cái dáng thế cây nè. Đó, cũng eo eo lắc lắc ha. Em 7. Rồi. Rồi, giá sao đây? Rồi, 800 ngàn luôn. 800 ngàn quý vị ơi. Giá quá xá là vừa chơi luôn. Rồi, di chuyển bằng quay. Theo luôn, theo luôn. 11. Rồi, cao 90. Ba ba yếu, ba hai. Rồi. Đấy rồi. Có hai con rễ treo luôn. Rồi, giá nhà như đây Thanh. Cái này giá triệu anh. Triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Số 12. Một mét 35. Rồi, 1m35. Quanh 33. Rồi, 33 quanh. Đây đây. Rồi, giao lưu mình giao lưu nhiêu đây? Rồi, cái này giá 1.4 anh. 1.4 quý vị. Để cũng nhìn cũng có duyên duyên nè, cá đẹp nó mặt ở đây nhìn đẹp nè. Mã số 13. Một mét hai. Rồi, 1m2 chiều cao. Khoảng 26. Rồi, bé xè đều luôn. Rồi, giao luôn như Thanh. Rồi, 800 anh ơi. 800 ngàn quý vị. Rồi, giá cũng dễ chơi quá nè. Nhanh tay bấm chốt quý vị ơi. Rồi, số điện thoại của Thanh mình để trên tiêu đề đó nha quý vị.
Rồi mình vừa xem mình vừa alo luôn quý vị ơi. 14. Một mét ba. Rồi 1.3. Quanh 37, 37 yếu, 36. 36 ha. À. Rồi, cây này mình giao lưu nhiều. Từ tư anh. Từ tư quý vị. Rồi, xuống cây. Nặng dương nha. 15. Rồi, mã số 15. Lâm thấy cái đế cũng có duyên quá nè. Thân dặn luôn. 93. Rồi. 30. Rồi. Để nôm luôn, sổ luôn. Để đẹp nè. À, thân dặn để nôm luôn. Rồi, giá nhiêu anh? Cái này 2 triệu anh. 2 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Chả nay mình thấy là rất là dễ chơi. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Về rồi mình ghép bo vô chơi là bông nọ bự bự là nhìn nó còn đã nữa. Cây 16. 16 cao đụng gần đụng nóc nhà. Khoảng 1.8. Rồi. Trên có số tay cành nè. Anh dặn luôn hả? Bốn mươi. Rồi, chính xác. Nó cái cũ ở dưới. Nó thử hà cái cũ hả? Nó ở dưới xếp chứng dưới chục. 50. Rồi, khoảng 50. Đế nở. Thân dặn luôn. Rồi, giá sao đây? Giá 3 triệu anh. 3 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. 17. 17. Rồi, cao 90. Cái 80 lực. 80, cây này có cái có cái da lạ lạ so với mấy cây khác. À. Rồi, cái này giao luôn nhiêu đây Thanh? 2 triệu anh. 2 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 18. Đáp. Năm bảy. Rồi. Bảy lăm. Rồi. Cái này giao luôn nhiêu? 900 anh. À, 900 ngàn quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Còn 35 luôn, dán lắc lắc. Chỉ có 900 ngàn thôi. Rồi, mã số 19. 85. Rồi, 85. 26. Rồi. Rồi, cây này giá 500 luôn anh ơi. 500 ngàn. Rồi, nhanh tay chốt quý vị ơi. Hay là giá vậy là mình thấy là được ha quý vị. Dễ chơi luôn. Cắn không? Để luôn cái cục cây đó luôn ha. Rồi, mã số 20 mấy đây? 20. À, bài ha. Mét 25.
Rồi. Quỳnh 31. Rồi, chính xác. Để đây. Để đây, đó. Rồi, cái này có giá 1.500.000 luôn anh ơi. 1.500.000 quý vị. Rồi. Rồi, mã số 21 là mã số cuối cùng. Rồi, 80. 25. Rồi. Rồi để đây. Rồi, vô lưu giá 600.000 luôn. 600.000. Được cây mai giá cũng đẹp này. Chỉ có 68 thôi. Rồi, quý vị ơi, mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy là thích cây nào thì alo trực tiếp cho Thanh nhân quý vị. Rồi, số điện thoại của Thanh mình để trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo nhé.